Thưa quý vị, vào 15 giờ ngày 1 tháng 6, phạm nhân Triệu Quân Sự đã bị bắt tại Thanh Hóa. Đây là lần thứ 3 mà Sự trốn khỏi trại giam trong khi đang chấp hành án phạt tù. Hành vi trốn khỏi trại giam của Triệu Quân Sự là vi phạm pháp luật hình sự, đã cấu thành tội trốn khỏi nơi giam tại Điều 386 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 với khung hình phạt từ 6 tháng đến 10 năm tù. Ngoài ra, theo thông tin, trên đường bỏ trốn, Triệu Quân Sự có trộm 2 xe đạp. Về việc này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác định giá trị xe đã đến mức bị khởi tố hay chưa. Đồng thời, xác định trong quá trình trốn ra ngoài và trước khi bị bắt lại, Sự có thêm hành vi phạm tội nào khác nữa hay không để xem xét khởi tố bao nhiêu tội danh. Trước khi thực hiện hành vi trốn khỏi trại giam lần 3 này, thì Triệu Quân Sự đang chấp hành án tù chung thân. Thời gian chấp hành án vẫn còn, nên khi xét xử, tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với tội danh mới. Sau đó, hội đồng xét xử sẽ tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành của bản án trước, rồi quyết định hình phạt chung. Theo quy định tại Điều 55-56 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về nguyên tắc tổng hợp hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân, thì hình phạt chung của bị cáo sẽ chấp hành là tù chung thân. Như vậy, sau hành vi bỏ trốn khỏi trại giam lần 3, mức án tối đa mà Triệu Quân Sự có thể nhận vẫn sẽ là tù chung thân. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.